Tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Ngoài ra vào ngày 19 tháng 11 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ. Có nơi trên 60 mm trên 24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Khu vực Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, rét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và giông rải rác cục bộ có mưa to, ngày có mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ.